Xin chào bà con cô bác anh chị yêu thích trồng cây mai hái lá xuất khẩu. Và hôm nay em Dung lại ra vườn. Hôm qua thì em đi em hái lá bán cho khách, và đến hôm nay thì em mới có thời gian để ra để cắt lại, tỉa bỏ những cái lá nhỏ và những cái cành chúng ta đã hái rồi. Đây gọi là rửa cây mỗi lần hái, sau khi hái cô ba anh chị nhé. Mỗi một lần sau khi hái thì chúng ta sẽ phải cắt chọc trụi, bỏ hết những cái cành. Thứ nhất là cành già chúng ta đã hái được hết lá rồi. Thứ hai nữa là những cái lá non, lá nhỏ chúng ta sẽ tỉa bỏ nó đi để cho nó thông thoáng. Những cây măng của chúng ta đây này, măng đây cô ba anh chị này. Đấy. Những cây măng của chúng ta nó mọc là một, thứ hai nữa là những cái cành này của chúng ta nó phát triển. Nó ra được nhiều mầm, nhiều búp. Thế với lại để cho nó mọc lên những cái lá mới. Thế còn như nhà em Dung hôm qua là có các bạn hái, là bạn cứ thấy bạn hái thôi, chứ em Dung chưa kịp cắt cành xuống thì thành ra là các bạn ấy hái là các bạn để lại cái búp như này. Đấy. Nếu như mà cành này của chúng ta mà chúng ta cắt bỏ đi thì đương nhiên là chúng ta lãng phí bỏ mất cái búp này. Thế nên là chúng ta hãy để lại. Đấy, chúng ta không cần cắt. Đây cô anh chị nhìn. Đó, như thế thôi, xong từ cái lá trong nó ra là búp của nó là lá rất là to. Nên là chúng ta không cần phải cắt bỏ. Chúng ta chỉ cắt bỏ những cái lá nhỏ xíu này, hay hoặc là những cái cành già thôi ạ. Đây, ví dụ như cái khóm này của em Dung đây nè, em cắt bỏ hết những cành già, cành nhỏ đi, xong rồi là bớt lại. Những cái búp này của chúng ta nó vẫn ra bình thường, vẫn có thể thu hoạch được. Và để cho nó thông thoáng đi, những cái mầm chồi non này nó ra này. Đấy, các anh chị nhìn xem. Đấy. Rất là thoáng, chúng ta phải tỉa thoáng như thế này ạ. Và đây một búi nữa này. Đó, em Dung cắt thoáng qua. Cắt trụi như thế này, cô ba anh chị nhé. Cô ba hãy cắt trụi như thế này thì để cho những cái mầm này nó thoáng rồi nó mọc lên ạ. Đó. Chứ chúng ta không để những cái cành già này để lại làm gì. Khi chúng ta cắt đi thì nó mới có cơ hội để nó mọc ra những cái chồi mới, mầm mới ạ. Đấy, những cái chồi non này thì cô ba anh chị cứ để xong rồi khi nào mà chúng ta hái lá thì chúng ta lại tiếp tục cắt đợt sau. Đây, cô bác anh chị nhìn măng của em Dung này. Này. Đấy. Này. Đấy. Bên này nhúc nhúc nữa. Đây, đang nứt đất này. Đây, cô bác anh chị. Đấy. Đội đất lên. Được trời tới cho cơn mưa. Thế nên là các em nó nhúc nhúc. Đội đất này lên. Nhiều lắm. Thích lắm. Khi ai mà vập vào trồng cái cây này rồi thì chúng ta mới phát hiện được ra là chúng ta đam mê như thế nào. Suốt ngày chỉ muốn lên ngó ngắm nó thôi. Đơn giản là mỗi một lần chúng ta hái xong là chúng ta phải rửa sạch cây như thế này nha cô ba anh chị nhá. Và video của em Dung chia sẻ với bà con, cô bác, anh chị là mỗi một lần chúng ta thu hoạch lá xong chúng ta phải làm như thế nào. Thì hôm nay em Dung đã chia sẻ cái video này. Em xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn bà con, cô bác, anh chị đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ em Dung trong suốt thời gian qua. Nếu bà con, cô bác, anh chị mà thiếu kiến thức về cái kỹ thuật chăm sóc hay là nọ kia thì mong cô ba anh chị hãy liên hệ với em Dung, hay hoặc là bà con cô ba anh chị có nhu cầu cành giống, cây giống. Đây, cành của em Dung này, dễ này, dễ ghê không? Thì hãy liên hệ với em Dung theo số điện thoại 0349 015091 để được tư vấn cụ thể, hướng dẫn cặn kẽ mua giống tại vườn giá của nhà nhé, không phải qua trung gian ạ. Dạ, em Dung xin chào và hẹn gặp lại bà con, cô bác, anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.